Rồi chào mọi người, em còn về thì nó có con Echo GC35A nha, trợ lực GC35A Echo trắng nha. Tại vì hàng hàng bãi Nhật này ấy, mọi người xem nhiều á, thì mọi người sẽ để ý được có nhiều loại nó chỉ khác cái tem thôi, còn mẫu mã nó y chang, khác tem khác màu sắc thôi. Đó, rất là đẹp nha, đẹp lắm, chế quanh rồi zin hết theo máy nha. Này vệ sinh ra đẹp đó nha mọi người, mà in Japan nha, màu trắng đẹp nha, đó vệ sinh ra màu trắng đẹp, bô mặt tiền đẹp nha, em nói là phải vệ sinh ra nha, tại vì hàng bãi về nó bẩn như vậy thì làm zin ở chỗ luôn nha, zin hết theo máy luôn, máy này đủ đồ, có cái nó phải e tự động, e tự động nha, bấm sừng phụ. Ốp lam đẹp quá trời luôn mọi người. Làm zin nha. Xích còn ngon nha mọi người, xích còn dày, xích 91. Làm nó làm nhông nha, làm này còn chắc 4 tấc. Không 4 tấc. Này về mình gắn xích lại nha mọi người. Tại nó tuột xích ra chưa gắn lại, gắn lại. Này giật hơi cho nghe. Ui. Trợ lực mà hơi căng. Thôi khiếp luôn rồi, hơi khiếp lúc này, hơi em nghĩ là còn vẫn ngàn này, này đủ đồ nha. Còn này để cho mọi người này, để cho mọi người 2,1 triệu nha, đó 2,1 triệu không bao ship nha, em mua thì chịu khoản giúp em một cái duy nhất thôi về con trợ lực nha. Đó. Máy này là hơi rất là căng, đủ đồ nhưng mà không có bể vỡ nhé. Chào mọi người.